Thưa quý vị và các bạn, gió biển đang có mặt tại vòng xuyến thuộc chân cầu Lạc Quân, nút giao giữa Giao Thủy, Xuân Trường và Hải Hậu sẽ đi lên thẳng thành phố Nam Định. Và một thời gian rất ngắn tại đây, có lẽ là mới đây thôi, đã được nạo vét những cần cầu máy xúc đã làm việc tại đây để tiếp tục xây con đường Nam Định Lạc Quân rất lớn. Khu vực này sẽ đi thẳng về hướng Giao Thủy. Không biết sau này thì tuyến đường này sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại với những cái hình ảnh thực tế thì gió biển cảm nhận được là con đường này rất lớn. Một nét mới cho kinh tế Nam Định sẽ phát triển khi có những con đường nhanh hơn nữa, to và rộng hơn nữa, rộng đến 39 mét. Cái việc lưu thông từ các huyện lên thành phố chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn rất là nhiều. Và khu vực kia thì có một đoạn khu dân cư. Hiện tại thì đã nạo vét ở chỗ khu vực này to như một cái hồ vậy, rất là rộng và lớn. Chỉ khoảng 1-2 năm tới thì Nam Định sẽ có sự thay đổi rõ rệt về những con đường, những công trình lớn tại Nam Định. Và đây, một số xe ben làm việc đã dừng tại đây để nghỉ trưa. Có lẽ là đang làm việc rất là nhanh chóng và tích cực. Khi mà một thời gian rất ngắn, gió biển có đi qua khu vực này, chưa thấy gì và hiện tại đã xây dựng được như thế này rồi.